ca sĩ Đông Dương một lần nữa lên tiếng chuyện vi bằng cho cháu gái Vũ Linh tôi đã yêu cầu hủy những ngày qua mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là vi bằng di trúc miệng của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh do cháu gái Hồng Phượng lập và ca sĩ Đông Dương bạn của cô là người ký tên làm chứng một cơn phẫn nộ đã trút lên người ca sĩ Đông Dương bởi trước đó anh từng khẳng định không tham gia chuyện kiện tụng của gia đình Vũ Linh mới đây trên trang cá nhân của mình ca sĩ Đông Dương đã đăng một đoạn clip lần nữa làm rõ vấn đề. Anh cho biết ở thời điểm ký, anh không hề nghĩ là di trúc miệng mà chỉ là làm chứng. Vũ Linh có câu nói đó ngay lúc anh có mặt. Tuy nhiên sau đó anh nhận ra mình đã bị lôi vào sự việc thị phi một cách vô lý nên đã yêu cầu hủy vi bằng. Đông Dương chia sẻ, xin chào cả nhà những người đã yêu thương và quan tâm đến đông dương hôm nay dương xin nói về vi bằng mà dương đã ký dương có đọc và ký xác nhận là ở thời điểm đó cậu năm có nói như vậy và ngay lúc đó có mặt dương nhưng không phải là di trúc miệng gì cả nhưng sau đó mọi chuyện lại đi quá xa nên dương có yêu cầu bên lập vi bằng là hủy và dương xin khẳng định lại là dương không tham gia làm chứng gì cả Mấy ngày qua Dương có làm clip để nói lên quan điểm của mình, không hiểu sao thời điểm này, Vi bằng lại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội và một lần nữa lại lôi kéo Dương vào chuyện này, nhưng Dương không hề muốn. Dương xin nhắc lại là Vi bằng Dương đã ký trước khi Dương nhận ra vấn đề và Dương đã làm clip để nói lên suy nghĩ của mình thời điểm dương làm clip thì dương đã yêu cầu hủy rồi mấy ngày qua bạn bè đồng nghiệp yêu thương đã khuyên dương nên im lặng nhưng có một số clip đưa hình ảnh của dương của ba mẹ dương vào khiến dương rất buồn mọi người nghĩ dương thế nào cũng được nhưng đừng nói đến ba mẹ dương người ta đã cố tình đưa vi bằng lên để công kích mình thì dương xin làm clip này để nói cho mọi người hiểu rõ hơn dương đã sai dương xin lỗi tất cả mọi người song song đó mạng xã hội cũng đã chia sẻ tin nhắn được cho là của quản lý đông dương và ca sĩ hồng phượng cả hai trách cứ nhau khi một bên cho là đối phương cố tình lôi mình vào rắc rối còn một bên cho rằng đây là lúc thử thách tình bạn